theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam liên quan vụ rơi máy bay quân sự CV-22 Osprey của Mỹ ngoài khơi Nhật Bản vào cuối tháng 11 vừa qua, lực lượng không quân Mỹ ngày 5 tháng 12 thông báo cả 8 thành viên phi hành đoàn có mặt trên máy bay xấu số này đều được cho là đã tử nạn. Trong tuyên bố, Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt của không quân Mỹ nêu rõ, quân đội nước này đã chuyển các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn sang các hoạt động tìm kiếm thi thể. Điều này đồng nghĩa khó có khả năng còn người sống sót sau vụ tai nạn trên. Theo tuyên bố, trong số 8 phi công, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 người, xác định vị trí của 3 thi thể khác và vẫn đang tìm kiếm 2 thi thể còn lại. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời chia buồn tới gia đình các quân nhân. Trước đó, vào ngày 29 tháng 11, máy bay V-22 Osprey đã rơi xuống vùng biển phía Tây Nhật Bản khi đang bay từ căn cứ quân sự của Mỹ ở thành phố Iwakuni, tỉnh Yamaguchi, tới căn cứ không quân Kadena ở hòn đảo phía nam tỉnh Okinawa. Tàu sân bay Carl Vinson chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ cùng nhiều phương tiện khác đã phối hợp với lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tiến hành hoạt động tìm kiếm các thành viên phi hành đoàn mất tích. Hiện các nhà điều tra vẫn đang xác minh nguyên nhân vụ việc.